Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh 10 phút review. Trong tập trước, vô số thiên tài đề theo gót chân của Thạch Hạo thay phiên nhau đổ kiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng mạnh như Thạch Hạo, dẫn được lôi kiếp mạnh nhất, thu được lôi dịch để hóa giải nguyền rủa. Trong tập này, chúng ta cùng xem tiếp những diễn biến tiếp theo nha. Mấy ngày sau, tiếng trung mạnh truyền ra, võ đài tiên đạo hoàn toàn xuất hiện. Cùng lúc đó, một tiếng nổ truyền khắp khiến cho mỗi tiểu thiên thế giới đều khiếp sợ, bởi vì có một vết rách to lớn đang xuyên thủng toàn bộ tiểu thiên thế giới này. Hả? Chuyện gì thế? Ngoại giới, người của 3000 trâu chợt giật nảy mình, bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy được. Bên trong khu không người rộng lớn kia xuất hiện một vết rạn nứt hư không mờ nhạt, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Nó rất mờ nhạt thế nhưng lại rất dài, cũng không biết kéo tới bao nhiêu vạn năm. Việc này chẳng lẽ tiên cổ sẽ nứt ra, chúng ta có thể đi vào trong? Ngoại giới tất cả mọi người đều chấn động, có mấy người còn run rẩy vì kích động, ai nấy cũng muốn ngửa mặt hét thật dài. Việc này quá kinh người, tiên cổ ẩn chứa tạo lớn nhất trong cả thế gian này, ai có thể đạt được vì có thể ngạo nghễ ở đỉnh cao nhất vạn cổ, thực hiện việc xuyên thoát trung vực. Đáng tiếc là tu sĩ vượt qua tôn giả cảnh thì không cách nào đi vào. Đây là một tiếc núi vô cùng lớn, giáo chủ bốn phía, thiên thần mười phương chỉ có thể nhìn chứ không thể lại gần. Hiện giờ có thể có một vết rách mờ nhạt đang mở ra trong khu vực không người kia, có thể đó sẽ là một cơ hội hiếm hoi đáng tới. Có người ra tay, đó là một chiếc chuông minh nguyệt được mạ vàng đang ngân vang. Thứ này được một lớp tiên kim sáng rực quấn quanh. Chiếc chuông vừa xuất hiện thì bầu trời nứt ra, uy lực mạnh tới mức dù là thiên thần cũng sợ hãi. Sức mạnh này đủ nghiền ép một đám cao thủ cấp thiên. Chính xác, có giáo chủ xuất thủ đánh nứt ra vết rách hòng xông vào tiên cổ, nhưng việc làm người khác giật nảy mình xảy ra, một luồng pháp tắc thần bí từ trong vết rách mờ nhạt kia tản ra rồi đánh văng chiếc chuông minh nguyệt đó. Nên biết, dù là bầu trời cũng bị âm thanh vang vọng của chiến chuông này đánh nứt, thế nhưng khu vực này dày đặc vết nứt này tại sao lại vững chắc như thế, lại còn có thể đánh bay binh khí của giáo chủ. Chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau, vết nứt kia phát sáng, pháp tắc kinh khủng lan tràn đánh tiếp về phía chiếc chuông này. Tiếng vỡ nát truyền tới, chiến chuông minh nguyệt đã bị tổn hại. Lại có giáo chủ xuất thủ, thế nhưng cũng chẳng hề tế bạo cũ vì lo sợ sẽ bị hủy diệt, mà chỉ thi triển một môn đại thần thông. Vết rách kia chẳng hề suy chuyển mà tạo nên một đám sương mù hóa giải bảo thuật của hắn, đồng thời một lực phẫn chấn cực mạnh đánh trả về hắn. Hắn né tránh thế nhưng núi sông đằng sau chớp mắt hóa thành tro bụi, ngọn núi to lớn hóa thành bụi phấn, toàn bộ thần linh đều sợ hãi. Chư vị, chúng ta cùng liên thủ nào, có giáo chủ hét lớn. Bọn họ nắm giữ sự hưng suy của thượng giới, là một nhóm sinh linh có thực lực mạnh mẽ nhất. Hiện giờ tiên cổ lại xuất hiện vấn đề và có khả năng tiến vào được thì làm sao không động tâm chứ? Chúng ta giải hóa vạn dương, tuân theo khí vận thiên địa, lẽ ra cũng phải nên tham dự vào mới đúng. Chư vị đạo huynh cùng nhau xuất thủ nào, có người hưởng ứng. Một lát sau, một đám giáo chủ đều xuất ra bảo thuật, tập trung sức lực đánh về cùng một vết rách lớn. Di địa tiên cổ, tất cả mọi người đều hoảng sợ, vết nứt kia quá to lớn. Nó xuyên qua toàn bộ tiểu thiên thế giới, việc này có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ nơi đây sẽ bị hủy diệt không tồn tại nữa? Thiên thần của giáo ta chuẩn bị đi vào rồi. Khoan, để ta xem thử ngươi tránh khỏi tai nạn này bằng cách nào. Có người cười to, ráng đợi, ráng chờ giáo chủ giáng lâm, bình định tất cả các địch thủ. Gì mà trích tiên, gì mà hoang, tất cả sẽ bị trấn áp, cứ cho là ngươi đang tỏa sáng đi. Thế nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi. Những người như vậy cũng không phải là ít, ví như những người thuộc minh tộc, thiên quốc, thần miếu, hỏa vân động, yêu long đạo môn, còn sót lại chẳng hạn, thực sự là rất nhiều. Bọn họ rất mong ngóng giáo chủ sẽ xuất hiện và bình định tiên cổ, sau đó cùng bọn họ đi đoạt tạo hóa lớn nhất từ cổ chí kim. Nhưng hiện giờ mọi người đều áp chế lại vẻ kích động mà nhắm về vân giới. Võ đài tiên đạo ở nơi đó đã mở ra, một đạo cung vàng to lớn đứng sát bên cạnh. Lúc này đừng nói là những thiên tài tới từ ngoại giới, dù là dương bản địa của tiên cổ cũng nhanh chân chạy tới, cả vùng tiểu thế giới này trở nên trực ních. Tổ địa tế linh Thạch Hạo thở dài, hắn đã nhận được tin tức võ đài mở ra là một chuyện tốt, thế nhưng nếu xuất hiện quá sớm như vậy thì quả là phiền phức to. Tranh thủ thời gian thôi, ta nhất định phải quật khởi trước khi đám ngoại giới vào đây. Đứng hiên ngang trên võ đài bình định tất cả địch thủ, Thạch Hạo nói, nếu không phiền phức sẽ vô cùng to lớn, tạo hóa chương chính chắc chắn sẽ vô duyên với hắn. Từng vị giáo chủ đi vào thì nhất định sẽ rất kinh khủng, chuyện gì cũng có thể làm được. Kết quả đó chỉ cần vừa nghĩ tới thôi thì đã khiến cho người khác phải lạnh toát cả xương sống, đặc biệt về phía Thạch Hạo thì có thể sẽ là một con đường chết. Phụt, Thạch Hạo nhổ ra một ngụm máu lên tờ giấy vàng, thân thể chấn động không thôi. Pháp của Liễu Thần quả nhiên chẳng hề bình thường mà, hắn than nhẹ, đây vốn là phương pháp sinh mệnh, vấn đạo trường sinh, một khi tu hành thì ngoại trừ dính phải lực công kích đầy đáng sợ ra, những công kích khác với thương tích nhẹ hơn thì có thể chữa trị trong thời gian ngắn. Pháp này một khi tu thành thì tinh khí sinh mệnh của bản thân sẽ không bao giờ cạn kiệt, cuồn cuộn không thôi, có thể nói là tinh lực ngập trời, tựa như thập hung phục sinh, trở thành một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất. Đây là biến hóa của việc thoái thai hoán cổ. Thế nhưng muốn sở hữu tinh lực cuồn cuộn, tinh nguyên sinh mệnh dâng trào tựa như núi lửa thì trước đó cần phải đốt cháy bản thân, làm tiêu biến loại tinh huyết này. Muốn vậy trước phải mất đi là sự thể hiện cơ bản của pháp này. Hiện giờ hắn đang rơi vào trong cục diện hỗn loạn này, vốn bảo thể sáng rực như thần kim thì nay lại mất đi vẻ lộng lẫy, thân thể trở nên khô quắc. Phải chết sao? Phải tiến vào trong ranh giới đó để đột phá. Thế nhưng tòa võ đài kia đã mở ra rồi. Ánh mắt của Thành Hạo trở nên sắc bén, hắn tuyệt đối không bỏ qua cuộc tranh bá võ đài này. Hiện giờ hắn lại muốn đột phá, thiêu đốt tinh lực bản thân, là đang trong quá trình vượt ải. Phải đi, đánh bại đám quân hùng sớm một bước, đồng thời phải lấy giải nhất trên võ đài này, như vậy mới có thể giữ khoảng cách với mối nguy kia, miễn việc ngoại giới quấy phá, Thạch Hạo nói. Lúc này da thịt của hắn ngày càng đen xì, cơ thể khô quắc, thiếu hụt tinh khí thần. Một lát sau, ở bên ngoài cơ thể hắn bùng phát tinh lực vàng ống, thứ này hóa thành ngọn lửa hừng hực. Từ xa nhìn lại thì hắn vô cùng óng ánh, tựa như là một chiếc lò lớn vàng ươm. Thế nhưng nếu lại gần thì người khác sẽ phải kinh ngạc hơn. Đây không phải là đang đột phá mà là đang tiêu biến sinh mệnh phồn thịnh của mình. Hắn tựa như là pháo hoa đang bắn giữa trời. Thế nhưng
lại trả giá là cả mạng sống của mình. Gay rồi, đã tới lúc ngàn cân treo sợi tóc, phải làm sao đây? Thạch Hạo nhíu mày, người của bác tí hồn tộc cũng đã bị kinh động, từng người đều trợn tròn mắt. Lão thiên thần tự mình chạy tới nói, tiểu hữu làm sao thế, có cần lão hữu trợ giúp hay không? Bọn họ còn lo lắng hơn cả Thạch Hạo, vạn nhất hoang xảy ra chuyện bất ngờ gì thì cả tộc họ cũng sẽ đau lòng theo, tất cả cũng đều chờ hắn hóa giải nguyền rủa. Tiểu hữu, ta có thối ma đan, mau ăn vào đi. Một vị thiên thần khác cũng đã kinh động và chạy nhanh tới rồi lấy ra một viên bảo đan. Hắn tưởng Thạch Hạo bị tẩu hỏa nhập ma, chỉ là bảo thuật này rất khó tu hành, nếu muốn tìm hiểu pháp tắc sinh mệnh thì cần phải lý giải hiểu rõ sinh mệnh, cất bước trong lằn ranh sinh tử. Việc làm cho người khác bất an nhất chính là một trong những tiểu thiên thế giới này lại chấn động, tự như đang chịu phải công kích nào đó, bên ngoài như có người muốn đi vào đây, nhưng dù thế nào đi nữa thì mới giới bích đó cũng rất khó bị ủy, bởi vì khe nước ấy có một luồng pháp tắc thần bí đang chơi cùng nhau, thi thoảng còn có cả khí tức tiên đạo khuếch tán. Trong thời gian ngắn hẳn là không vấn đề gì, thế nhưng nếu là về lâu về dài, một tháng, hai tháng, mấy tháng tiếp theo chỉ có thể sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng bản địa vô cùng lo lắng, bọn họ cũng từng nghe chuyện của ngoại giới, nếu như một ngày nào đó nơi đây sẽ nứt ra thì sẽ phát sinh biến cố lớn như thế nào, loại xung kích đó khó mà tưởng tượng nổi. Còn các thiên tài đến từ ngoại giới thì lại hoan hô, bởi vì chuyện này lại mang một ý nghĩa rằng sư môn của bọn họ có thể giết thẳng vào trong đây. Thạch Hạo cười khổ, tình huống hiện giờ của hắn chẳng hề có chút liên quan gì tới tẩu hỏa nhập ma cả, chỉ là đang tự tiêu biến hết tinh lực của chính mình mà thôi. Cái gì? Đốt cháy tinh thần phồn thịnh của bản thân, lại có việc này chứ? Lão thiên thần nghe thế thì lập tức sai người đi hái lá thần dược mang tới. Đừng, Thạch Hạo ngăn lại, hắn tuyệt đối không thể được bồi bổ, nếu không sự đốt cháy sẽ càng kinh khủng hơn, tựa như việc tưới thêm xăng vào lửa. Làm sao đây, tình huống như vậy thì không thể bế quan được nữa. Thạch Hạo nhíu mày, hắn hiện giờ không thích hợp để hành động, tình hình rất tồi tệ, tinh huyết bản thân đang nhanh chóng tiêu biến, cơ thể càng ngày càng khô quắc. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu rõ vì sao Liễu Thần lại nhắc nhở như thế, chờ cảnh giới hắn cao hơn một chút, thực lực đủ mạnh hơn thì mới tu hành pháp này, việc này rất then chốt, muốn tinh lực cuồn cuộn trước thì phải hiểu được sự biến mất hoàn toàn. Là tới thẳng nơi đó hay là chờ sau khi xuất quan đây? Thạch Hạo khó có thể đưa ra quyết định. Vân giới, đạo cung vàng nguy nga, đây là cổ điện tiếp dẫn mà cũng chẳng ai biết nó đang tiếp dẫn thứ gì. Ở bên cạnh tòa võ đài kia tối tăm mờ ảo, cổ xưa vô cùng, bên trên có những vũng máu đen chứng minh cho cuộc chiến đầu tan khốc trước kia. Nó lơ lửng nơi trong không trung, to lớn vô ngần, trên mặt đất hay trên vòng trời đều đầy ắp người, ai ai cũng chăm chú bàn tán sôi nổi, ai muốn làm người đầu tiên thượng đài đây? Rất nhiều người đều đang chờ đợi, không ai muốn mình làm người tiên phong, sợ bản thân sẽ kiệt sức mà bị áp chế. Yên tâm, võ đài đó rất công bằng, không ai cũng có thể lợi dụng cơ hội đâu, dù là ai lên thì cũng phải thắng liên tiếp trong trận thì mới có thể nghĩ được. Cái gì? Rất nhiều người hoảng sợ, thắng liên tiếp trong trận cũng quá tàn khốc đi mà, có thể tiến vào trong tiên cổ này thì đều là những thiên tài, là những kiệt xuất của cả tộc, trong những người này thì hơn kém bao nhiêu đâu, họ đều là nhân vật thiên tài, thế nhưng ai dám bảo đảm sẽ thắng liên tiếp trong trận? Rất nhiều người tâm chợt nguội lạnh, việc này quá gian nan, gần như không thể hoàn thành. Người không được nhưng sẽ có người được, sơ đại mạnh mẽ nhất còn có vương giả của cổ địa, người nào không thể thắng liền trong trận chứ? Đương nhiên điều kiện trước tiên là không có những đại địch chiến tử xuất hiện. Được, ta lên trước. Địa ngục khuyển ba đầu ngửa mặt trù lớn, nó là người lên đài đầu tiên. Khi vừa cất bước chạm vào sân thì đầu mênh mông kia thì nó cảm thấy mình như là một chiếc lá trong trời cao, bé nhỏ không đáng kể, bởi vì võ đài này quá to lớn. Đột nhiên xa xa trở nên náo loạn, tất cả mọi người đều dạt sang hai bên. Hoang, hắn lại là người đầu tiên chạy tới, có người kinh ngạc. Thời khắc này tất cả mọi người đều quay đầu hồi hộp nhìn hắn, sao hắn lại tới sớm như vậy chứ, chẳng lẽ không muốn cho người khác chút cơ hội nào à? Rất nhiều người thầm suy đoán, hơn nữa là Hoang muốn tiến thẳng liên hoàn, ép cho quần hùng không dám nghênh chiến. Trích Tiên, Ninh Xuyên, Thập Quan Vương đều bị cho là đã chết, đã bị Lôi Đình đánh tan, giờ thì ai có thể ngăn được hắn? Thạch Hạo vừa xuất hiện thì mười phương đều chú ý, sau khi hắn được thiên thần của mấy tộc mời chào thì rất ít khi xuất hiện, nhiều người đều nghe qua danh tiếng của hắn, thế nhưng cũng chưa từng thấy chân thần nào cả. Đó là Hoang hả? Cũng chỉ là một thiếu niên nhanh nhẹn chứ làm gì có vẻ một người tạo nên chiến tích huy hoàng, vượt qua thiên kiếp mạnh nhất chứ? Việc này chắc chắn sẽ được ghi lại trong sử sách. Rất nhiều người bàn tán, cái tên Hoang này được rất nhiều người nhắc tới, cứ như sấm nổ bên tai, tiếng tăm rất lớn. Thế nhưng người từng gặp qua hắn cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hôm nay chân thân hắn xuất hiện nên đã tạo nên chấn động không hề nhỏ. Mọi người thở dài, chỉ cần Hoang không chết sớm thì tương lai của hắn không cách nào tưởng tượng, thành tựu không cách nào đo lường được. Đương nhiên những người lòng mang địch ý cũng chẳng phải là số ít, thế nhưng không ai dám biểu lộ ra ngoài, bởi vì chiến tích của Hoang quá đáng sợ, chém liên tục đám quái thai cổ đại đoạt tử, quân đạo cổ thánh tử, thực sự bọn họ rất sợ. Thạch Hạo lòng chẳng thể bình tĩnh hướng về trước, tiến vào tiên cổ này đã được mấy năm, giờ hắn đã 20 tuổi, nếu so với trước kia thì thời gian quá ngắn, chưa gì đã phải giải quyết chuyện rồi. Võ đài này rất to lớn, những dấu vết năm tháng đầy rẫy bên trên, thế nhưng vẫn chẳng hề bị hủy diệt, đứng sừng sững trong hư không, đó chính là sân khấu để cho các chí tôn trẻ tuổi tranh bá. Thạch Hạo cũng không có lên đài ngay lập tức mà bắt đầu ngồi xếp bằng rồi quan sát nơi đó. Đáng tiếc người của địa tiên cổ như ta không cách nào đi lên được, nếu không thì cũng phải tham dự một lần cho biết cảm giác nó ra sao. Có dân bản địa tỏ vẻ tiếc nuối, ai dám đánh với ta một trận? Trên võ đài, địa ngục khuyển ba đầu gầm lớn, nó cũng không hề biết Thạch Hạo đã đến nên vẫn la hét rất hăng. Không ít người đều quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, thế nhưng lại phát hiện hắn rất bình tĩnh, không hề có hành động gì cả. Ồ, các ngươi có nhận ra rằng khí sắc của Hoang có gì đó rất lạ? Hắn gầy hơn rất nhiều, da dẻ cũng chẳng còn hồng hào gì nữa. Có người kinh ngạc, lúc trước cũng cảm thấy thế nhưng không suy nghĩ nhiều, là ai đã đánh trọng thương hắn chứ?
nơi đây trở nên náo động, con mắt của không ít cường giả đều căng tròn. Rất có thể đây là một cơ hội, Hoàng khả năng đã gặp phải chuyện gì đó bất ngờ. Nếu như không lên đài thì vô cùng hoàn hảo. Mọi người đều quan sát hắn, rất lâu sau thì cũng chẳng hề thấy hắn đứng dậy, chưa hề có ý định lên đài tham chiến. Có ai muốn chiến với ta không? Trên võ đài, Địa Ngục Huyễn ba đầu kinh ngạc vì chẳng hề có ai tiến lên. Việc này làm cho nó hơi ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh hiểu được cũng không phải do đã chứng nhiếp cả quần hùng. Hoang, ngươi, rốt cuộc nó cũng đã phát hiện ra Thạch Hạo thì nó từng thấy qua hình dáng của Thạch Hạo. Lúc này chợt lộ vẻ hốt hoảng và rất muốn rời khỏi lôi đài ngay lập tức. Thạch Hạo mỉm cười nhìn nó nhưng cũng không hề lên đài. Việc này làm cho nó an tâm hơn chút xíu. Ta sẽ tiếp ngươi. Có người lên đài, đây là một cao thủ của Dạ Xoa tộc, là một con dạ xoa cánh vàng, cả người tỏa ra ánh sáng vàng lộng lẫy, tay cầm trường thương dài. Được, chỉ cần không phải là Hoang đại nhân lên thì ta sẽ tiếp hết. Địa Ngục Huyễn ba đầu nói, mọi người thầm mắng, trình độ nịnh hót của tịch khốn này quả nhiên cao siêu. Cái tên chó điên kia, biết điều gì thì xuống đi. Dạ Xoa cánh vàng đâm trường thương về trước. Lúc này hư không nổ vàng ầm ầm, trời cao bị cắt phá. Đây là một tên chân thần thực lực siêu tuyệt, làm cho rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh. Địa Ngục Huyễn ba đầu sủ lớn, chiếc đầu bên trái phun ra một ngọn lửa đen, đó chính là lửa địa ngục, có thể thiêu chết thần linh một cách dễ dàng. Mà chiếc đầu bên phải lại phun ra chất lỏng màu vàng, đó là nước hoàng tuyền, có thể hòa tan thần ma. Nước lửa giao hòa, hai cái đầu thông thời phát động công kích chống lại trường thương vàng óng ánh đang đâm về phía kia. Dạ Xoa cánh vàng tay phải nắm trường thương, tay trái cầm một tấm khiên lớn chặn ở trước người, thứ này phát ra hào quang sáng rực, ký hiệu hàng ngàn hàng vạn ngăn lại ngọn lửa và dòng nước đang lao tới. Giết! Trường thương trong tay của hắn tựa như là con rắn độc lao nhanh tới ngay mi tâm của chiếc đầu ở ngay chính giữa của Địa Ngục Huyễn này. Địa Ngục Huyễn ba đầu vung móng vuốt lớn và vỗ mạnh vào thân trường thương, khiến cho tia lửa văng khắp nơi. Cùng lúc đó, cái đầu ở giữa kia phun ra một tia chớp đỏ ngòm dọc theo chiến mâu lan về phía Dạ Xoa cánh vàng. Diệt! Dạ Xoa hét lớn, thân thể phát sáng, phù văn vàng óng ánh tựa như là dòng sông xung kích về trước chống lại tia chớp đỏ ngòm này. Cứ như thế, hai bên không ngừng quyết chiến đầy kịch liệt. Thế nhưng mặc dù thần thông của bọn họ có quảng đại tới cỡ nào, huy động tới sức mạnh cấp chân thần thì võ đài này vẫn chẳng hề suy chuyển, chẳng hề hư hao. Sau hơn trăm hiệp thì Địa Ngục Huyễn ba đầu sủ lớn một tiếng, ba chiếc đầu đồng thời phát sáng, mi tâm của nó chợt nứt ra, đồng thời một con mắt dọc xuất hiện rồi bắn tới một luồng ánh sáng kinh người, xuyên thủng Dạ Xoa cánh vàng. Dạ Xoa cánh vàng tả tơi bỏ chạy với nửa thân đã bị vỡ nát, sau cùng cũng coi như là né thoát được một sát kiếp, thành công rời khỏi lôi đài. Mọi người không thể không cảm thán về sự lợi hại của Địa Ngục Huyễn ba đầu, hèn chi mới dám là kẻ đầu tiên lên võ đài. Thật ra bộ tộc này rất hiếm khi xuất hiện cường giả. Thắng lợi này của ta xin dâng tặng lên Hoàng đại nhân. Địa Ngục Huyễn ba đầu mặt dày nói. Thạch Hạo ngạc nhiên rồi nở nụ cười. Những người khác thì đều thầm mắng trong lòng, tên này nịnh hót đã thành tinh, lời vô sĩ như vậy mà cũng nói được, da mặt công nhận quá dày. Ta khiêu chiến với ngươi. Đang lúc nói chuyện thì có một cây cổ thụ mở rộng tán cây rồi nhảy mạnh lên võ đài. Đây là một cây cổ thụ thiết huyết, cành cây cứng chắc tựa như là rồng uốn lượn, những nhánh cây đỏ đậm phát ra đầy phù văn, những chiếc lá ve vẩy tựa như những thanh phi kiếm đang chém về trước. Địa Ngục Huyễn sủa inh ỏi rồi cả người phát sáng, lửa địa ngục hừng hực rồi lao về quyết chiến, sau cùng thì đốt cháy cây cổ thụ này. Nó lần nữa chiến thắng, đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Cứ như thế, nó chiến thẳng tới 20 trận. Việc này làm cho rất nhiều người kinh ngạc, con chó này không ngờ lại lợi hại như vậy. Thắng liền 30 trận, kết quả này ta vẫn xin kính dâng lên Hoàng đại nhân. Nó lên tiếng nịnh nọt, ngươi không còn có cơ hội đó nữa rồi. Một con tỳ hưu với tinh lực ngập trời nhảy lên võ đài, thân thể của nó khổng lồ tựa như một ngọn núi lớn nhìn chằm chằm Địa Ngục Huyễn. Trận chiến này Địa Ngục Huyễn đã thua và thiếu chút nữa đã bị giết chết, chấm dứt chuỗi chiến thắng liên tiếp của nó. Đang lúc này thì nơi phương xa truyền tới tin tức, một giới nào đó đang rung chuyển dữ dội, những gợn sóng xung kích vô cùng kịch liệt. Ngoại giới đang có người công kích như bão vào vết rách hư không to lớn kia, hòng đi vào đây. Thạch Hạo thở dài, thời gian quá gấp gáp, hắn cần phải lên đài để nhanh chóng quét ngang các địch thủ, sau đó đoạt lấy tạo hóa. Ha ha, Hoàng đại nhân sẽ ra mặt giúp ta, phát huy ánh sáng của vị trí tôn trẻ tuổi vô thượng này. Địa Ngục Huyễn làm dáng vẻ mừng rỡ khen ngợi. Thạch Hạo lên đài, nơi đây náo động, ánh mắt tỳ hưu đầy hung ác, nó không có lùi bước mà ngược lại song thẳng về trước, miệng lớn há to phun ra một luồng sát quang tuyệt thế, đó là một bí bảo. Trong vẻ khiếp sợ của mọi người thì Thạch Hạo lại dùng một tay nắm lấy bí bảo đó rồi dùng sức bóp mạnh, lập tức thứ này chia năm xẻ bảy. Tiếp đó hắn giơ lên một ngón tay, một phù văn màu vàng hóa thành lá liễu rồi chém mạnh lên trước. Bụp, tia máu lóe lên, tỳ hưu kêu thảm vì trái tim đã bị xuyên thủng. Lúc này nó còn xin tha thứ, vẻ sợ hãi lan tràn khắp cơ thể. Thạch Hạo phất tay đưa nó rời khỏi võ đài. Chỉ một đòn đã chấn nhiếp tất cả mọi người, hành động này quá ngông cuồng, chỉ giơ tay đã có thể trấn áp được loại hung thú thái cổ như tỳ hưu này, thực sự quá mạnh mẽ. Ủa, không đúng lắm, tại sao hắn lại ngồi xếp bằng trên võ đài? Các người xem kìa, mặt mày của hắn vàng như nghệ, sắc mặt lại rất khó coi. Mọi người ngạc nhiên vì tình hình không ổn của Thạch Hạo, thân thể thì bị rung lên, thậm chí nó còn thấy được vết máu dính nơi khóe miệng của hắn. Nơi đây sục sôi, tất cả mọi người đều biết Thạch Hạo đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thân thể đã gặp phải vấn đề, đây là một cơ hội. Việc phát hiện này khiến cho người vấn chấn hẳn, nếu không thì ai có thể địch lại hắn? Có thể hiện giờ có rất nhiều người chợt thấy được một tia hy vọng mong manh nào đó. Hoàng đại nhân, ta muốn thỉnh giáo. Một con thiên nga có màu vàng tím giang cánh hạ xuống võ đài, nó đã hóa thành hình người và khiêu chiến với Thạch Hạo. Có thể, tới đây đi. Thạch Hạo nói, đồng thời lau đi vết máu nơi khóe miệng và nhìn về phía con chim thần này. Tốt, vậy ta tới đây. Thiên nga màu vàng tím hót vang, nơi miệng phun ra một thanh thần kiếm cũng có màu vàng tím, đó là do chiếc mỏ của nó hóa thành. Đồng thời sau lưng xuất hiện một cặp cánh thần cắt liều trời cao, chém ngang về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng chứ chẳng hề đứng dậy, hắn chỉ vung tay hóa lớn như một căn phòng rồi đánh văng con này. Ốp, bất kể là thần kiếm từ mỏ chim hay là bản thân con thiên nga vàng này đều bị đánh nát, máu tươi tung tóe bay ngược ra sau. Xin Hoàng đại nhân hãy khoan dung, ta nhận thua. Thiên nga vàng vội vàng xin thua. Thạch Hạo không tiếp tục xuất thủ nữa mà cứ để nó rời đi, còn bản thân của hắn lại chợt rung mạnh, thế nhưng bên ngoài cơ thể lại tỏa ra thần diễm màu vàng bốc cháy, đó chính là tinh huyết
giết và bản thân của hắn đã bị tiêu hao. Hả? Chuyện gì thế? Sao hắn lại thiêu đốt bản nguyên sinh bệnh thế? Lẽ nào thương thế chuyển biến tới mức xấu như vậy? Thân thể hắn đã gặp vấn đề rất nghiêm trọng, nên muốn trong thời gian ngắn chiến thắng hết quần hùng rồi đạt lấy tạo hóa. Ta cảm thấy nếu như kéo dài thời gian thì tính mạng của hắn sẽ nằm im trên võ đài luôn. Rất nhiều người vui mừng, không tin tức nào tốt hơn tin tức này. Một lát sau cũng không có ai lên đài, chỉ lặng lặng chờ đợi hắn chết. Nhưng thời gian ngắn sau khi trên võ đài hiện ra phù văn, cái gì? Hắn đã thắng một hiệp. Mọi người hiểu ý nghĩa của phù văn đó. Nếu như không có ai lên đài trong thời gian nhất định thì coi như đã thắng một hiệp. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, đặc biệt là những người căm thù Thạch Hạo, ai cũng không muốn nhìn hắn ung dung thắng lợi như thế. Không sao, tìm vài người tới chiến với hắn, đánh không lại thì nhận thua thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng sẽ không hạ sát thủ đâu. Không ít cường giả âm thầm thương lượng với nhau. Quả nhiên sau mười mấy trận chiến, tuy rằng không ai có thể lay động được Thạch Hạo, thế nhưng bệnh trạng của hắn ngày càng căng go, bởi vì hắn đang vượt ải nên tiêu hao tinh nguyên bản thân rất nhiều, tinh lực bốc cháy hừng hực bên ngoài cơ thể. Mười mấy sinh linh này đều được hắn tha mạng, chưa hề hạ sát thủ bao giờ. Nhưng sau đó Thạch Hạo nhíu mày rồi lộ ra ý lạnh. Trận chiến đấu thứ 18 hắn giờ đã điểm tới. Một đám lá liễu màu vàng bay ra đâm thủng mi tâm của đối phương, thi thể kẻ này ngã ầm dưới mặt đất. Giết người, một cường giả đã chết đi. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Rõ ràng cuộc chinh phạt tàn khốc đã bắt đầu. Ai muốn lên đài thì cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mà vào lúc này tinh lực thiêu đốt bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo càng thêm mạnh hơn, cơ thể khô quắt chỉ còn lại da bọc xương. Hắn không chịu nổi nữa rồi. Đây là phán đoán của mọi người, ai nấy cũng đều hưng phấn. Nhưng dù là thế thì cũng không ai dám lên đài một cách bừa bãi, vì sợ hắn giết không ổn, cần phải có người lên đài để tiêu hao tinh lực, để cho thương thế của hắn càng chuyển xấu hơn. Quyết không thể để cho hắn thắng liên tiếp 100 hiệp được. Có người nôn nóng, nhưng ai lại đồng ý đi mạo hiểm chứ? Việc này hơn nữa là vứt luôn cái mạng. Chúng ta bốc thăm, ai chúng thì phải đi khiêu chiến. Một vài sinh linh có địch ý với Thạch Hạo tụ lại một chỗ rồi tìm cách để đối phó hắn. Trong này quả có mười mấy người không hề sợ chết. Đương nhiên rất nhiều người đều có thủ đoạn tự vệ của riêng mình, tin chắc vào thời khắc sống chết có thể thoát thân. Cứ như thế từng sinh linh lần lượt lên đài, thân thể của Thạch Hạo ngày càng khô quắt, ra tay không còn ác liệt như trước. Khi thắng liên tiếp 54 hiệp thì hắn cũng chỉ giết một nửa đối thủ, nửa còn lại đều được tha xuống lôi đài. Chư vị, cơ hội của chúng ta đã tới, nhất định phải ngăn cản Hoàng, thừa dịp cơ thể hắn có vấn đề để giải quyết, nếu không sẽ không có bất cứ ai có thể tranh cướp tạo hóa với hắn. Trận thứ 70, thứ 80, mặt thân thể Thạch Hạo lắc lư lảo đảo thế nhưng vẫn thắng liên tiếp đến 85 trận, làm cho cả tiên cổ khiếp sợ, tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Chư vị, chúng ta đã mời cao thủ tới, hắn không sợ tốc độ của Hoàng, nếu không liều mạng thì vẫn có thể chạy thoát được, xin các vị hãy đưa ra bí bảo mạnh nhất của mình cho hắn dùng. Thạch Hạo ngồi xếp bằng nơi đó, hắn cảm nhận được sự suy yếu của bản thân, tinh lực thiêu đốt, thân thể ngày càng khô quắt. Trận thứ 86, hắn nhìn thấy một người quen, đó là Thiểm Điện Tử. Lúc trước ở bí cảnh Nguyên Thiên thì Thạch Hạo đã từng giết chết hắn một lần, thế nhưng trong tiểu thế giới đó thì một vài sơ đại đều có mệnh phù răng thú nên có thể phục sinh một lần. Hoàng, lại lần nữa gặp rồi, thế nhưng tình hình của ngươi hiện giờ không được ổn cho lắm, Thiểm Điện Tử lạnh lùng nói. Đúng vậy, lại gặp nữa rồi, không biết ngươi còn mệnh phù răng thú nào nữa hay không, lần này tốt nhất ngươi nên lo cho chính mình thì hơn, Thiểm Điện Tử nói. Hắn cũng chẳng hề dùng hư chiêu, thiên linh cái phát sáng rồi hình thành một phù văn thần bí, bùng phát ra tiên điện ngập trời đánh về phía Thạch Hạo. Ngươi không biết là ta vừa mới độ lôi kiếp xong à, ta không sợ nhất chính là sấm sét đó, Thạch Hạo cười lạnh. Thiểm Điện Tử cũng không nói lời nào, tay giơ lên rồi lấy ra mười mấy món bí bảo, tất cả đều thiêu đốt bùng phát ra sức mạnh kinh khủng nhất, chìm cả võ đài cổ xưa này. Việc này làm cho Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, những bí bảo này đã bị đốt cháy và nổ tung, tạo ra uy lực cực kỳ mạnh đủ để uy hiếp tới hắn. Một lát sau hắn di chuyển không còn ngồi xếp bằng nữa, mà là vận dụng đủ thủ đoạn mạnh mẽ để tự vệ. Mọi người thay đổi sắc mặt, đây là lần đầu tiên thấy Hoàng tránh né. Hoàng, ngươi đi chết đi, Thiểm Điện Tử gầm nhẹ, lần nữa lấy ra mười mấy món bí bảo rồi làm nổ tung những chìm về phía Hoàng. Liên tiếp mấy lần như vậy làm cho mọi người chấn động, Thiểm Điện Tử phá hủy mấy chục món bí bảo, tất cả đều có giá trị rất lớn. Làm người khác kinh hãi hơn chính là Thạch Hạo chẳng hề hấn gì cả, toàn bộ bảo cụ nổ tung kia cũng không cách nào làm thương được hắn. Thiểm Điện Tử sợ hãi, hắn là một sơ đại mạnh mẽ nhất, thế nhưng hiện giờ lại nản lòng thoái chí, cảm giác thất bại còn mãnh liệt hơn cả ở bí cảnh Nguyên Thiên. Hắn xoay người bỏ chạy, hắn biết mình không phải là đối thủ của Hoàng. Kết thúc thôi, Thạch Hạo nói, cánh tay phát sáng, một cành liễu màu vàng tựa như xích thần trật tự lao ra ngoài, đuổi theo Thiểm Điện Tử đang điều động thi chớp bỏ chạy kia. Không, Thiểm Điện Tử hét lớn kịch liệt giãy giụa, phụt, cành cây màu vàng xuyên thủng thân thể và phá nát nguyên thần của hắn. Mọi người giật mình, giết chết Thiểm Điện Tử dễ dàng như thế, Hoàng không cách nào địch lại được. Trận thứ 91, 92, Thạch Hạo thắng liên tiếp, không ai có thể địch. Mọi người ngây người, thân thể của hắn gặp phải vấn đề lớn, thế nhưng không ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn sao?